mà loài người phải chịu khổ thêm một lần nữa. Người chết hết thì tôi cũng chết. Diễn lẽ người ta chết mình sống, đúng không? Dạ. Yeah. Sống cũng hiu quạnh thì sao? Cũng như con bỏ ăn, con ngáp ngáp. Sống thì sống hết. Dạ. Yeah. Chết thì chết hết. Thì sẵn hôm nay có một câu hỏi nữa thì cũng dành cho anh Lũng. Thì cái đề tài là năm dần này vào tháng 4 năm dần 2022 là sẽ như thế nào? Theo anh Lũng suy nghĩ thế nào anh Lũng? Năm dần 2022 này mà thấy tôi biết được á, không có chuyện gì mà để mà cho mình phải gọi là hoang mang, hay là gọi là mình suy nghĩ nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì. Bây giờ nói trắng trợn hơn, không có cái gì mà để gọi là sợ sệt bất cứ một cái điều gì. Cũng như người ta thường nói mà, người còn ta còn, người mất ta mất. Nhưng mà đừng nghĩ mà cho năm nay là năm tới này là năm nhâm dần, mà cho rằng là những cái sự tiên tri mà người ta nói chết chóc hay là bệnh tật. Mà từ xưa đến nay là biết bao nhiêu cái sự bệnh tật rồi, mà trái đất của mình cũng vẫn như ngày nào. Đừng nghe những gì mà người ta nói như vậy mà mình nghĩ là mình phải là hoang mang. Trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ mình nghĩ cái sự chết chóc đó đâu, không bao giờ có. Tại vì năm sau là năm thường, năm nay mấy năm qua ta gọi là năm hạ, mà chữ thượng thì không bao giờ gọi là có sự xua đuổi đem đến cho mình. Cũng như người ta nói, cũng như là thần cơ hộ pháp vậy, có cái sự che chở của ông bà trời Phật. Thì cũng như cái trên đời này cũng vậy, một khi đã có trời có Phật thì phải cứu độ chúng sanh. Mà cứu độ chúng sanh thì tức là người ta sẽ giải thoát được tất cả mọi sự luân hồi của con người. Năm sau là không có cái chuyện gì nó xảy ra trong cái tháng tư, mà luôn cả nguyên cái năm nhâm dần, mà từ đây đổ về sau nữa dịch bệnh nó cũng sẽ hết thôi. Quý vị cứ nghĩ đi, không có cái chuyện gì hết. Trong lòng ta không làm điều bất cứ điều gì sai thì không bao giờ mình sợ. Thấy không? Sợ cái gì? Cũng như người ta sống ở trên đời này, không ai sợ chết. Mà làm gì mà phải sợ? Mình đâu có làm gì mà phải sợ. Nếu chết thì mình cũng chết hết rồi. Dạ. Yeah. Thấy không? Chứ bản thân mình không có gì mình nói người này nói tiên tri nọ, người kia nói tiên tri kia, còn tôi là gì mà tôi nói không có. Bây giờ tôi nói một câu, ai dám khẳng định năm nhâm dần là năm đại hoại? Người đó, người nào dám nói thẳng thắn, người dám đứng ra mà nói một câu đó không? Tôi cá cả tánh mạng của tôi luôn, bất cứ điều gì xảy ra trong cái năm nhâm dần mà loài người phải chịu khổ thêm một lần nữa, ai dám tuyên bố? Tôi dám nói, lấy tánh mạng tôi ra. Trong cuộc sống con người, một khi đã không có gì mà phải sợ, đừng cứ tiên triền này nọ bậy bạ, không làm điều gì sai, không làm điều gì trái, sống theo cái luật của tự nhiên của tạo hóa mình. Lúc mình còn sống trên đời này thì mình cũng làm điều gì tốt đẹp cho cái xã hội này, cũng làm điều gì tốt cho ba tánh, mình đã giúp được những gì cho mọi người. Nhưng mà làm gì làm cũng phải có cái chữ tâm bi đâu. Yeah. Chứ không phải như người ta nói là tham sống sợ chết, mà nghe người ta nói là dịch bệnh thiên tai mà sợ, đó phải chết thì chết. Cũng như người ta thường nói mà, người chết hết thì tôi cũng chết. Diễn lẽ người ta chết mình sống, đúng không? Dạ. Yeah. Sống cũng hiu quạnh thì sao? Cũng như con bỏ ăn, con ngáp ngáp, sống thì sống hết. Yeah. Chết thì chết hết, không có gì. Trong cuộc sống bình đẳng cho xã hội này bây giờ, nó đúng ra là không có gì mình phải sợ hết trơn.
Trên cái thế gian này, một khi đã tạo hóa ra loài người rồi thì không có cái gì mà gọi là hoàn mỹ hết. Đúng, có tốt, có xấu, có ác, có thiện. Đúng không? Mình làm điều gì sai, mình làm điều gì ác thì mình lãnh cái sự gọi là hậu quả mình đã làm cái ra. Còn mình không làm bất cứ cái điều gì sai quấy thì làm gì mình phải sợ. Cái ngay đâu sợ chết đứng. Tôi không làm điều gì ác thì tôi không có sợ. Nếu chẳng may một cái sự không may đem đến cho mình thì đó cũng là cái phần số kiếp trước của mình. Thì mình cũng phải chấp nhận. Chứ không phải người ta nói như vậy mình sợ sợ. Đúng không? Mình sợ là như thế nào? Chắc mình có làm cái điều gì đó thì cho nên mình mới âu lo sợ sợ. Đúng không? Người không sợ ma thì đi đâu cũng không sợ. Một người mà đã sợ ma thì phải làm điều gì đó, cho nên trong tâm của họ lúc nào cũng sợ sợ. Cũng như ung dung tự tại, không làm điều gì sai. Đúng không? Đi ra ngoài đường, đi thoải mái, mặt nghênh vậy mà. Đúng không? Cũng bình thường, không có gì. Còn mình làm điều gì sai quấy hay là thất đức với ai, có lỗi với ai thì lúc nào mình trong lòng mình cũng sợ sợ. Thậm chí cái chết cũng vậy. Mà cái chết này nó cũng nằm vô cái sự cái tâm của mình. Thì đúng rồi, mình làm điều gì sai thì mình sẽ chấp nhận đi, mình đừng có sợ. Còn trong cuộc sống hết quãng đời còn lại này, đừng nói là nằm nhâm dần. Và từ đây đổ về sau, mọi sự sẽ được bình an vô sự thôi. Cũng như hồi tối tôi có nằm chiêm bao, tôi có thấy một điểm. Mà cái điểm này nó đúng là điểm của một người thôi, nói chung là cũng một là chúng sanh thôi. Mà chúng sanh này á, nói chung là cũng là người phàm như mình. Tại vì cái người này ngày xưa cũng từng gây ra lỗi lầm. Mà gây ra cái sự lỗi lầm này đúng ra theo nghĩa thì mang tội tử, mà theo về lý và tình á, người này được hồi sinh. Đó là nói thật, người này được hồi sinh. Mà tại sao chúng ta cứ nghĩ đi, trước mắt là cái chết, mà tại sao bây giờ mình được sống? Mà mình được sống tức là mình nhờ ai? Đừng có nói là nhiều khi người ta nói là do mình. Trên đời này không có gì do mình. Nếu mà do mình thì cần gì phải phụ thuộc vào trời Phật? Thì cần gì phụ thuộc vào người ta? Mình hay thì mình làm. Nhưng cái người này theo tôi biết được là người nam thôi, thì tức là ngủ nằm chiếm bao, mình thấy vậy thôi. Nhưng mà có những cái mà mình không biết được người này như thế nào, nhưng mà người này chịu khổ cũng là 20-30 năm, nhưng mà giờ này người này được giải thoát. Tức là người này theo lý và nghĩa, người này có phần số rất cao. Nhưng mà tôi còn nhớ mãi mãi nét mặt của người này rất là hiền. Tướng tá thì hơi bự con. Nhưng mà người xưa người này trên xã hội ai cũng biết người này. Nhưng mà riêng mình thì mình không có biết. Mình có nghĩa là mình chỉ là thấy cái trong gọi là ảo ảo thôi. Nhưng mà theo tôi biết hết quãng đời còn lại, cái người này là một người tốt. Tại vì người ta nói là cũng là lấy công chuộc tội. Theo quy luật thì người này mang tội tử. Theo nghĩa về tình thì người này được hồi sinh. Thì cô cũng như mình chết đi và sống lại. Nhưng mà nếu tôi đoán cái người này là một người nam. Một người nam, nếu bây giờ người này cũng phải là 50 mấy rồi. 52, 53, cũng phải 52 hoặc 54 tuổi rồi đó. Tức là người này là cũng là phần số rất là cao, từ 52, 53, 54 tuổi hiện bây giờ. Tính luôn tuổi tới này có thể là 54 gì đó. Nhưng mà người này cũng sống trên 90 mấy tuổi, gần 100 tuổi rồi. Tại vì cái tướng tinh của người này, như người ta nói mà, ngày xưa có lỗi không chết, mà bây giờ sống thì phải sống cho đến già. Nó đúng ra người này được có phúc đức. Tại cái nét mặt tướng tinh người này rất có hậu, người này tâm tốt. Tôi chỉ nói vậy thôi, không biết người đó ở tỉnh nào hoặc ở đâu.
chim bao thôi. Người này ngày xưa rất là dữ dằn, bây giờ người này cũng được thoát cảnh, cũng gọi là người ta nói cũng địa ngục rồi. Người ta gọi là địa ngục của trần gian. Nhưng nói chung gọi là bây giờ ung dung tự tại. Nhưng mà tôi khẳng định người này sau này sẽ làm cái việc thiện. Việc thiện tức là sẽ bù đắp lại cái lỗi lầm mà ngày xưa người này cũng đã gây ra. Theo dự lý người này cũng là không có, gọi là không có cố ý đâu. Có nghĩa là người này cũng phải có cái sự gọi là một cái gì đó, nói chung là hay là một cái hoàn cảnh nào đó. Thật sự lương tâm của họ cũng không có muốn. Đó cũng gọi là một người phạm tục mà đã gây ra lỗi lầm. Mà người này bây giờ cũng như là đã quay đầu lại bờ, thì tức là người này rất là tốt. Cũng như mình nói, ví dụ như sống trên đời này, mình làm điều gì sai mà mình biết được cái cảm nhận cái lỗi của mình. Và có nghĩa là biết lỗi, nhận lỗi, thì tức là ngày xưa người đó ra lỗi, làm lỗi bao nhiêu, thì từ đây về sau có cũng như là quỷ quỷ bỏ đó. Giống như lấy công chuộc tội vậy. Lấy công chuộc tội. Cô cũng như là người này được vào danh sách đen, nhưng mà được thoát tội rồi, cô cũng như gạch bỏ hết tất cả. Nói chung là cái sự lỗi lầm của người này, cũng như bản thân ai cũng vậy. Nếu từng làm ra, gây ra cái tội lỗi mà thật sự gọi là ăn năn hối cải, thành tâm thiện chí, dù hồi nhỏ có làm cái gì đi nữa nha, bất cứ tội động trời nào đi nữa, thì tức là người này điều là từ đây về sau sẽ vô tội. Nghĩa là theo gọi là luật sinh tử, tức là cái người này về già chết cái xuống dưới không có tội gì hết. Đó, tại vì sao ngày xưa có tội, tội chết, mà bây giờ lại là hồi sinh. Mà hồi sinh tức là người đó được Phật cứu đó. Cứ yên tâm đi, nhưng mà mạng của người này gọi là quan thánh đế quân, tức là quan công á. Quan công cứu đó. Người đó đâu không biết là biết chết liền. Người An Giang đi nhìn biết tới người không biết ở nước nào, thì ở trong nước Việt Nam mà chung là mình mơ thấy cái điểm mơ giấc mơ lại đó. Thì cũng như mình dí cũng như về mặt cái xã hội, người chết đi con cũng như là sống lại, tức là người đó cũng là được hồi sinh và người đó có phước. Nhưng mà tôi còn nhớ mãi mãi cái hình thể của người này tướng rất là bự, bự con. Tức là cái người này ngày xưa là cũng còn trẻ lắm, nhỏ xíu, nói chung tướng ấm nhách. Nhưng mà bây giờ mập mạp lắm. Nhưng mà người này ghê lắm. Nhưng mà người này sống bằng nội tâm, có tâm, có hậu, có phúc, có đức. Mà tâm phúc đức trừ khi chỉ người đó mới biết được thôi, chứ trên đời này không ai biết được. Cũng như người ta nói, mình đang làm trời đang nhìn. Theo dự lý bây giờ mình làm một cái gì đó, người xã hội nhìn vào ta chỉ nghĩ là cái mặt trái của nó thôi. Mà không biết được cái mặt phải của người ta là gì. Phải có một cái gì đó. Theo dự lý họ không có tội đâu. Đó là cuộc sống ở cái trên đời này. Nhưng mà người này rất là nghĩa khí. Như người tôi cũng thường nói thôi, người này cũng gánh nặng về tình nghĩa. Cũng vì nặng tình nghĩa, tức là người này gọi là gánh giác cho người ta. Chứ trên đời này không ai mà tự nhiên để hy sinh tánh mạng của mình. Cũng như người ta nói đúng ra là ngàn cân treo sợi tóc. Mà tại sao người này phải gánh mạng, nghĩa là thế thân cho người ta. Đúng là người này có nghĩa khí. Cũng như sống ở trên đời này không ai hy sinh tánh mạng của mình cho tất cả đâu. Nhưng và từ đây đổi về sau, người này theo tôi đoán còn nhớ mãi mãi trong đầu nhắc mặt phúc hậu. Tức là thường thường người ta nói có người nhìn vào đanh đá hoặc dữ, đúng không? Cũng như người ta nói thấy mặt bất hình dung, nhưng mà cái người này không có dữ, mặt rất là hiền. Nhưng mà thật sự người này ngày xưa rất là dữ dằn. Nếu mà tôi biết tôi nói cho cậu, cậu nghe tiếng tâm cậu cũng sợ luôn.
mình chỉ biết vậy thôi chứ không biết người này là ai, ngủ trên bao thôi. Dạ. Cũng như là hồi sinh vậy đó, cũng như sống về cái mặt cái xã hội này cũng có người này người nọ. Dạ. Tại sao từ xưa đến nay có những người, người ta ngày xưa là người tốt, ừ, mà bây giờ mà tại sao người ta làm cái điều xấu? Cậu cứ nghĩ đi, chuyện đời không nói trước. Dạ. Mà tại sao cái người này ngày xưa làm điều động trời, ừ, mà ngược lại bây giờ người ta đã làm chuyện tốt. Dạ. Tức là trời phù hộ đó. Dạ. Nhất mặt người này phúc hậu tâm, người này có hiếu cha mẹ lắm, ừ, nhưng mà con đường hạnh phúc của người này chắc chở lắm. Mình chỉ nói vậy thôi, ừ, không biết nói ai đâu. Cũng như là mình nói ra một cái chủ đề đó. Dạ. Cũng như cho mọi người đều hiểu, người này cũng rất là nặng tình nghĩa. Dạ. Nếu mà nghĩ lại, người này cũng là cơ cực từ thời nhỏ. Nói chung là đánh đổi cả tất cả mà tự nuôi nấng bản thân. Mà từ khi lớn lên, người này sống tự lập, có tình có nghĩa. Nhưng mà bị người ta lấy đi cái tình nghĩa của người này, cho nên người này chấp nhận. Yeah. Có nghĩa là nếu thật sự trên đời này, người ta thường nói, một khi đã hy sinh, người đó hy sinh tất cả vì mình, thì mình sẽ hy sinh tất cả vì người đó. Yeah. Thậm chí, ví dụ, mất mạng, tôi cũng chấp nhận. Còn người ta ví dụ đi, mình nói ví dụ nha, ừ, người đó yêu mình, thật sự tôi sẵn sàng chết vì người đó. Yeah. Còn người ta không có thật sự yêu mình, người ta phụ mình, như người ta thường nói, hởn chút, nhảy lầu, nhảy sông. Ừ. Theo về lý, cậu nghĩ đi, ngu gì? Yeah. Nhảy lầu, nhảy sông. Đó là dạng như thế nào? Mình phải làm như vậy. Yeah. Tại người ta phụ mình. Thì giờ theo lý của xã hội, nó nói, ôi, đó là cái dạng gì, hơi đâu mà. Hơi đâu mà suy nghĩ, hay là hơi đâu chết gì cái gì đó. Chừng nào người ta sống chết vì mình. Yeah. Mình hy sinh cho người ta, cho nên cậu này hy sinh cho người ta. Tôi chỉ nói người này hy sinh cho người ta. Theo gì cũng, mình nói nôm na cũng gọi là trên hàng vạn người cũng có một mình cậu này. Dạ. Ta gọi là thánh nhân nè. Ừ. Thì người này quá dữ lên luôn. Người này ghê lắm. Nằm chim bao có những cái mình không thể nào mình tưởng tượng được. Tự nhiên gặp được mình, nhưng mà chim bao có thể mình thấy. Ừ. Sao mà ngộ ta? Kẻ như tôi là đầu đường xó chợ mà. Mọi người nhìn hình tôi là mọi người cũng biết rồi. Mình đâu có giao tiếp với ai từ xưa đến nay. Mà sao tự nhiên đợi dưng cái hôm nay là lục mơ giấc mơ. Hôm nay phỏng vấn mà tự nhiên tôi liên tưởng tôi nói. Nhưng mình nói cái mặt cái xã hội. Nhưng mà cái người này rất là tốt. Người này sống cao số lắm. 90 mấy tuổi mới đi. Gần 100 tuổi. Mặt thì phúc hậu. Hình dáng rất là ngon, khỏe. Nhưng mà ngược lại, cái vết của người này rất là ai cũng nể. Nhưng mà yên tâm, cái người này là người có hậu. Yeah. Bởi vì người ta nói trình độ không bằng trời độ. Bởi vì trời độ người này mới giải thoát được. Yeah. Cũng như hồi nãy tôi nói, ngàn cân treo sợi tóc. Đúng ra mang tội xử, xử tử. Nhưng mà người này không chết, trời cứu. Yeah. Do được có phước đức của mẹ của cậu này cho. Có phước đức của mẹ để lại. Yeah. Tại vì hồi nhỏ người này cũng thiếu đi tình thương của cha mẹ. Đó. Có những cái chim bao thường thường nó ngủ dậy, giật mình dậy là quên hết trơn. Còn riêng tôi một khi tôi đã biết cái gì, tôi nhớ rành, không sót cái gì. Yeah. Thôi, nói chung cái người này rất là tốt. Cũng chúc người này mạnh khỏe, gắng cố gắng, đừng buồn. Không biết thật sự trên đời này còn có người đó hay không. Yeah. Mà tôi chỉ nói thôi. Nói nôm na, cứ người này hình như là cái tên cũng hơi lạ lạ đó. Hiểu không? Biết nhiều tên đó. Tên của người này lạ lắm. Lạ thì nó quá lạ. Cái tên của người này nhìn nó hay hay. Biết tên gì không? Gì à?
của đồ vật, mà nó cũng không phải là tên tí, tên tèo, hay là ví dụ như những cái tên gọi là bình thường, ví dụ như Dũng, Hùng, Tuấn hay là cái gì, nhưng mà cái tên này có liên quan đến đồ ăn. Ai biết, nói chung mình nói vậy thôi ha. Còn cái chuyện đó là không biết có người này trên đời này có hay không, nhưng mà theo tôi nghĩ là hiểu được người xưa người ta thường nói duyên gian âm phủ đồng nhất lý, dù có chết đi nữa mình cũng vẫn thấy người đó đi nữa. Dạ. Thì tức là người đó cũng đã chết. Một khi đã biết được người đó, ngầm chim bao thấy được người đó thật sự từng chi tiết, tức là người đó còn sống. Dạ. Người này là được trời độ. Chúc anh mạnh khỏe, gắng cố gắng lên. Dạ. Thì anh này cũng làm phước lắm. Thì video của Kỳ sẽ tạm dừng ở đây. Thì nói chung thì anh Lũng hôm nay, anh Lũng có một cái giấc mơ rất là lạ, nói về một cái nhân vật, một người nào đó. Thì Kỳ chỉ nghe anh Lũng nói đón thoáng như vậy. Thì trong video này thì của anh chị có đón được thì cứ bình luận cho Kỳ, để Kỳ sẽ biết thêm về cái những cái lời ăn ý của anh Lũng ha. Người này có phúc. Dạ. Tại ngủ chim bao thấy một người này phúc hậu. Ừ. Yên tâm đi.